Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay, thứ năm, ngày 19 tháng 7 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Quảng Bình tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tổng kết 20 năm xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Quảng Bình tiếp tục khai thác tuyến du lịch chinh phục Sơn Đồng, hang động lớn nhất thế giới trong năm 2019-2020. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 19 tháng 7, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi họp Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hiện nay các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh đa phần gặp phải những khó khăn và vướng mắc liên quan đến một số cơ chế như trong quá trình thực hiện Nghị định 167 của Chính phủ về quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công còn gặp nhiều bất cập. Phạm vi đối tượng thực hiện phải sắp xếp lại, xử lý tài sản công được quy định tại Điều 1.2 của Nghị định 167 khá rộng. Những đối tượng áp dụng có thể bao gồm đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích do Ủy ban Nhân dân cấp xã sử dụng, đất và tài sản gắn liền với đất của các công ty nông lâm nghiệp, các ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng quản lý sử dụng. Những diện tích đất này là chiếm tỷ lệ lớn và chủ yếu nằm trong danh mục đất thuộc dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2018-2020. Chính vì vậy, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gửi công văn số 881 ngày 6 tháng 5 năm 2018 gửi Bộ Tài chính đề nghị hướng dẫn xử lý các dự án liên quan, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhu cầu sử dụng các khu đất này. Phát biểu kết luận buổi họp, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề nghị và giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo và các sở ngành liên quan tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp và nhà đầu tư khắc phục và giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh. Đối với các dự án có nhiều nhà đầu tư quan tâm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan cần xây dựng phương án để lựa chọn nhà đầu tư phù hợp dựa trên tinh thần khách quan. Trong đó ưu tiên các nhà đầu tư có thương hiệu nổi tiếng, các tập đoàn đã triển khai tốt các dự án trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế và các ngành liên quan tham mưu cho tỉnh để xây dựng các phương án khấu trừ tiền giải phóng mặt bằng cho các doanh nghiệp. Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trong áp dụng mức hỗ trợ đối với các cơ sở dịch vụ, nhà hàng và những doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai hỏa hoạn. Sở Xây dựng có phương án để tuyên truyền tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trong việc tiêu thụ sản phẩm gạch không nung. Trước đó, trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và các ngành địa phương liên quan về chủ đầu tư các dự án đầu tư công từ năm 2019. Sự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét giao cho Ban Quản lý Dự án thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án thực hiện từ năm 2019 trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của tỉnh, cũng như các dự án sử dụng nguồn vốn từ ngân sách trung ương. Cụ thể bao gồm các dự án về lĩnh vực giáo dục đào tạo, lĩnh vực y tế thuộc ngân sách tỉnh quản lý, các dự án thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chấp thuận và phê duyệt chủ trương đầu tư nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 về chương trình phát triển kinh tế xã hội các vùng, chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương, chương trình mục tiêu phát triển văn hóa và các dự án xin hỗ trợ thêm ngoài kế hoạch. Đồng thời, kiến nghị một số vấn đề về việc quản lý dự án đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách, về việc thực hiện công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các khu dân cư mới theo quy hoạch và một số nội dung quan trọng khác. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Hoài yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tăng cường phối hợp với các sở ngành liên quan, chủ động tiếp cận các dự án thuộc lĩnh vực đã được quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho tỉnh về việc quyết định chủ đầu tư các dự án trên địa bàn. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh cùng các sở ngành liên quan tham mưu xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí, quy mô các dự án dân dụng và công nghiệp trên địa bàn để phân cấp chủ đầu tư quản lý dự án. Đối với các dự án lớn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng tham mưu cho đơn vị quản lý dự án để đảm bảo chất lượng cả công trình cũng như hiệu quả thực hiện các dự án. Sáng nay ngày 19 tháng 7, Hội đồng Nhân dân thị xã Ba Đồn khóa 19 đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 6 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018 và nhiều nội dung quan trọng khác.
đồng chí Trần Thắng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã cùng các đồng chí trong Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã chủ trì kỳ họp. 6 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế xã hội của thị xã tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân trên địa bàn từng bước được cải thiện, quốc phòng an ninh cơ bản được giữ vững. Nhiều chỉ tiêu tăng trưởng vượt mức so với cùng kỳ, giá trị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, nông thôn đạt trên 448 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 1.340 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực vụ đông xuân đạt trên 17.100 tấn. Tổng sản lượng thủy hải sản đạt trên 5.700 tấn. Thu ngân sách địa phương đạt gần 400 tỷ đồng, đạt 87,9% kế hoạch tỉnh giao và 58,9% kế hoạch phấn đấu của thị xã. Tuy nhiên, một số lĩnh vực như phát triển tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi, công tác xây dựng nông thôn mới còn gặp khó khăn. Số lượng tổng đàn gia súc giảm, công tác quy hoạch quản lý đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng còn hạn chế. Cũng trong ngày 19 tháng 7, Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch khóa 19 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 7, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong những tháng đầu năm 2018, hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch đã có nhiều đổi mới. Tình hình phát triển kinh tế của huyện tiếp tục ổn định và duy trì tốc độ tăng trưởng tốt. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Quảng Trạch đạt trên 77 tỷ đồng. Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản thực hiện được gần 602 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng đạt hơn 1.154 tỷ đồng. Giá trị thương mại, dịch vụ đạt 736 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực vụ đông xuân đạt trên 21.000 tấn. Sản lượng thủy hải sản đạt hơn 6.100 tấn. Trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, huyện đang tập trung chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các tiêu chí phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, đẩy mạnh công tác dồn điền đổi thừa gắn với quy hoạch phát triển sản xuất. Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa cũng vừa khai mạc kỳ họp thứ 5 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 và xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác. Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày 19 và 20 tháng 7 năm 2018. 6 tháng đầu năm 2018, huyện Tuyên Hóa đã tập trung chỉ đạo thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Cơ cấu cây trồng tiếp tục chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị. Tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân là 3.500 ha, đạt 100,5% kế hoạch. Sản lượng lương thực vụ đông xuân đạt trên 108% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 đạt trên 165 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn 25 tỷ đồng, đạt trên 52% kế hoạch tỉnh giao. Đến nay toàn huyện đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đang tích cực chỉ đạo xã tiến hóa về đích nông thôn mới trong năm 2018. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt kết quả 100%, tốt nghiệp trung học cơ sở đạt tỷ lệ 99,8%. Duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục trên địa bàn huyện, hoạt động văn hóa thông tin có nhiều khởi sắc, quốc phòng an ninh được giữ vững. Sáng ngày 19 tháng 7, huyện Minh Hóa đã khai mạc kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2018, tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân của huyện Minh Hóa là hơn 3.000 ha, tổng đàn gia súc, gia cầm hơn 119.000 con. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại trên địa bàn có bước tăng trưởng khá. Du lịch, dịch vụ bước đầu thu hút được lượng lớn du khách đến với địa phương. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng được tăng cường. Trong năm đã trồng mới được gần 800 ha rừng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 14,3 tỷ đồng. Chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, an ninh trên tuyến biên giới được giữ vững. Sáng nay, ngày 19 tháng 7, Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Bình tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1997-2017 và triển khai công tác xây dựng trường tiểu học chuẩn giai đoạn 2018-2025. Sự hội nghị có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua 20 năm không ngừng nỗ lực phấn đấu, giáo dục tiểu học Quảng Bình đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia được chú trọng, trường đạt chuẩn tăng cả về số lượng và chất lượng. Đến nay toàn tỉnh đã có 167 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 81,1%, trong đó có 46 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
ngành giáo dục đào tạo Quảng Bình phấn đấu đến năm 2025 có 90% trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 42,5% trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Phát biểu tham luận tại hội nghị, nhiều đơn vị đã nêu những cách làm hay, mô hình tốt trong xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia tại tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua. Trong đó nhấn mạnh việc xã hội hóa giáo dục vùng miền núi, vùng cồn bãi khó khăn, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia bậc tiểu học mức độ 2 và xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học hiện nay. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị ngành giáo dục đào tạo tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý, giáo viên. Cấp ủy chính quyền địa phương cần ra soát bổ sung quỹ đất cho nhà trường, bố trí kinh phí và các nguồn lực khác để đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn trong thời gian tới. Dịp này, 2 tập thể, 3 cá nhân đã được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 9 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia trong 20 năm qua được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Nhà sản xuất và phân phối xe ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam vừa tổ chức khai trương đại lý Hyundai 3S Quảng Bình. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, Hyundai 3S Quảng Bình do chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Thọ thực hiện với diện tích hơn 3.000 m² và tổng mức đầu tư trên 70 tỷ đồng. Đây là đại lý xe ô tô được xây dựng theo tiêu chuẩn Hyundai toàn cầu, được trang bị cơ sở vật chất đồng bộ, các thiết bị công nghệ hiện đại nhằm cung cấp đến khách hàng các sản phẩm xe ô tô chất lượng cao và cả dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng theo đúng tiêu chuẩn hiện đại của Hyundai. Việc đưa vào hoạt động của đại lý xe ô tô Hyundai tại Quảng Bình nhằm góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương, tạo thêm nhiều việc làm mới cho người lao động. Hôm qua ngày 18 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có công văn số 1190 về thời gian khai thác tuyến du lịch chinh phục Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đồng ý cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tour Me Đất tiếp tục khai thác tuyến du lịch chinh phục Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới từ tháng 1 đến tháng 8 trong các năm 2019-2020. Đồng thời yêu cầu Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, công ty Tour Me Đất thực hiện việc khai thác đảm bảo đúng nội dung đã được phê duyệt tại quyết định số 4198 QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình và cả quy định của pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, công ty Chua Me Đất chủ động triển khai kế hoạch bán tour cho du khách nhằm thực hiện tốt mục tiêu đón 1.000 khách một năm, xây dựng phương án cụ thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái, lộ trình thay thế chuyên gia hang động, công tác truyền thông, quảng bá theo quy định. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình giao Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng phối hợp với công ty Chua Me Đất hỗ trợ tạo điều kiện cho các đoàn làm phim, phóng viên báo chí tác nghiệp để tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền quảng bá cho hang Sơn Đoòng, Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng nói riêng, du lịch Quảng Bình nói chung đến với du khách trong và ngoài nước. Chương trình thời sự tối nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là thông tin về dự báo thời tiết.